Ở đây là núi Thiên, cái điển Thiên là một trong những kỳ quan của thế giới trong tương lai. Những cái gì mà ai mà bỏ công bỏ sức làm trên này á, sẽ lưu truyền lại nghìn năm nhân loại. Sống ở trên đời á, mình đừng có sống cho cá nhân nữa. Mình đã sống cho cá nhân lúc mình còn sinh viên thì mình nghèo, mình sống cá nhân, rồi mình vừa có gia đình mới tổ ấm thì dĩ nhiên cho con baby nó mới đẻ con đầu lòng, đúng không? Bây giờ chúng ta đã trải qua đầy đủ rồi, cũng có đứa thì cũng còn đang lận hợp trong tài chánh, có đứa cũng dư giả, thì mình nên mở lòng rộng chút, mình sống cho đồng loại của mình, sống cho quê hương của mình, sống cho bạn bè của mình. Mình càng sống cho cái tập thể lớn thì cái tâm mình lớn. Giống như Phật thì sống cho cả cái vũ trụ thì tâm Phật lớn, còn Bồ Tát thì sống cho cả một cái vũ trụ nhỏ rồi xuống thì cái tâm mình rộng chừng nào cái mình sẽ thành cái quả gì đó chừng đó. Còn bữa nay mình sống cho nước Việt thì sau này mình được con cháu đời đời của người Việt Nam sẽ nhớ tới mình. Mình chết đi á, mình hả không có để lại bất cứ gì hết, ngoài ra những cái gì mà mình hy sinh hôm nay cho nhiều người thì nó sẽ để lại. Còn có những đại gia hiện bây giờ chưa biết mấy gà, họ chỉ sống cho gia đình và sống cho cái business của họ tối ngày, cuối cùng rồi cũng chả ai biết họ là ai. Rồi họ có chết đi, họ chỉ để lại một cái di chúc cho lược sư Thanh Thành. Rồi cái đứa con nó quậy cái rồi cũng cái thằng hồn á thấy cũng bị sốc. Tại vì mình chết đi không phải là hết nha, cái hồn biết hết á, cái hồn biết á. Nếu mà mình ích kỷ mình sẽ theo dõi cái tài sản của mình. Phụ nói cái dạng này là không có bị tội á nghe, có nghĩa là còn bay lãng đảng mà làm ma chơi á thì cứ bay về nhà thì sẽ thấy con của mình nó lấy tiền của mình nó đi mua xe mới cho gậy nó, là mình thấy nóng rồi à, mà nó biết, mà cái thằng hồn của mình sẽ biết cái con nhỏ bồ của thằng con của mình nó sớm muộn cũng sẽ làm tiền. Rồi đồng thời cùng lúc cái thằng nhỏ bồ của thằng con mình nó đang có cặp bồ với thằng người khác nữa, tại cái hồn biết hết. Có phải là bị sốc không? Cho nên không có nên để tiền nhiều cho con cháu, kiểu với sư phụ á, mỗi đứa cái nhà, mỗi đứa 1 triệu, học xong xong. Cho nên giờ phụ làm thoải mái, không có đứa nào cầm len cho phụ. Chứ biết nhiều trợ đủ, đưa nó nhiều công, chồng của nó bỏ nó còn nhiều. Nhưng mà mấy đứa con cho phụ nó không có cần tiền cho phụ. Bạn nhỏ lớn nó là CPA, nó tự nó làm năm biết nhiêu tiền. Thằng kia thì giống như kiến cận ngàn qua vậy. Phụ mở cái tiệm pharmacy cho nó bán. Còn mấy con nhỏ lại thì nó cho cái học vấn là sống, không có cần nhà cửa, tự nó biết bơi. Từ hồi xưa mình cũng tự mình đi làm part time, mình đi sư phụ đi bán McDonald's nè nghe, sư phụ bán cây xăng nữa nè nghe. Rồi sư phụ những cái ngày đầu mà chưa có là xin vô được McDonald's tiếng Mỹ không biết, cái phụ đi rửa xe dealer nữa cuối tuần á, hãy làm anything mà ra tiền. Rồi xưa dùng này farm nhiều lắm, cái khu Evergreen đó nó là cherry không à, ví dụ rồi cách đây 40 phút à, là trái cây. Rồi cuối tuần nó nhảy vô trong cái xe van của mấy ông mà chở á, ông thả mình xuống nhà dịch vậy đó, mạnh ai ra ngoài hái trái cây. Rồi hái xong có mấy ông Mỹ chủ vườn á, là nó đưa đồng, ví dụ mình hái lên một thùng vậy đó, cái cây trong vườn của nó. Thì làm mỗi một cái cuối tuần á là làm cũng được 10 mấy 20 đồng. Ăn thôi mình hái lẹ hái chậm nữa nghe, đủ nghề hết, không nghề nào không làm. Chứ không chi con mình giờ nó sướng, thế hệ con của mình á là nó đâu có biết mà hồi xưa những người Việt đầu tiên qua đây làm vậy đâu. Thôi giờ tôi kể cho tụi nó nghe biết á. Giờ á ở dưới núi mình á, chỗ chích tàu á, ai mà muốn phát tâm lớn mà để lưu truyền lại á, làm một cái monument bằng xi măng hay là bằng granite, phải không? Rồi khắc tên hết lịch sử thiền nhân tị nạn, rồi tên của những người chết, ai có người chết á, mình làm một website
mình làm cái này là chuyện lớn quá, không để lại cho người Mỹ nó đọc nó hoảng hồn. Cái tụi Mỹ vô đây á, nó tưởng là sư phụ là người fisherman, người đi câu cá đó, cái đem chiếc tàu cái hù đậu chứ. Cứ hỏi hoài à, ô bò tàu của mày hả, mày câu cá mày đậu đây hả? Cho nên mình phải làm một cái lịch sử, một cái monument để xéo xéo thế nè. Rồi cái giữa mình làm dấu thiên tâm, cái mình ở giữa mình trồng bông rồi đẹp lắm, không bông mà đủ loại luôn, bông nhạn thọ, bông gì mình trồng được, mùa ở đất Cali trồng đủ loại bông được. Ngay chỗ mà cái cây nó chùi chùi, chỗ hàng rào đen đi xuống, nó dài chừng 50 feet. Lên trên đó cái monument này cũng nghĩ cũng cỡ mấy triệu. Đổ xi măng vô phải không, rồi miếng đá này vô kiểu như cái viết chì ở ngoài Washington vậy đó. Để tên hết, khắc tên lên hết. Mà nó có loại khác đó là khi mình đẩy vô rồi á, cái máy nó nằm ở trên đó, nó khắc luôn giống như nghĩa địa vậy đó. Nhiều lắm, hệ núi mình nhiều chuyện làm ngay sau lưng này nè. Chỗ ba cờ này phải không? Cái đường mình đi lên hiện giờ mình thấy cỏ không? Chỗ đó làm có mô anh nữa hay là thôi trời ơi, cho mà lên đây đọc nguyên ngày luôn á. Tên hết luôn. Sau này á, sư phụ sẽ làm hai bên á, một bên á là tất cả những người chức sắc lớn của Việt Nam Cộng Hòa, một bên tất cả những người chức sắc của bên hiện giờ, một bên rồi sư phụ sẽ có một cái cách nào giống như để cho mỗi người lên đây, ok, ở bên nào đậu đen nhiều để mà như mình coi lòng ta đó, để họ cũng là nhân vật lịch sử đúng không. Khi mình làm như vậy nó sẽ khom lên mai và Bác Hồ tôi cũng có tên ở đây nghe, cái mình để coi chửi nhiều hay là khen nhiều. Còn bên này thì mình để giống như vua Bảo Đại phải không, chửi nhiều khen nhiều, tức là tất cả lịch sử luôn, nó vừa là cho mọi người nhớ hết biết hết và đồng thời vừa rating luôn, như thăm dò bầu cử vậy đó. Sao Bác Hồ bữa nay nhiều người, 100 người lên thăm núi bị 100 người chửi ta, mình nói thí dụ cái mình không có giấu, mình càng đưa lên nữa, những cái nào người nào mà giữ chừng nào mình đưa lên, giống nhất là Bác Trọng, hay là mình đưa Bác Trọng lên nữa, để hình Bác Trọng nữa không khắc đồ vô để coi khen nhiều hay là chơi nhiều. Thì sau này con cháu của bên kia cũng qua đây cũng có Bác Hồ Bác Trọng rồi đó, nhưng mà qua đây là phải rated, tức nghĩa là mình làm mỗi bên chậu nhang nha. Bên nào mà bị nhang cắm ngược lại là bên đó bị chửi, bên nào mà nhang mà cháy là bên đó được khen. Đúng rồi đó, cái chiêu này được á, tức là cũng nhang, tụi mày muốn đốt hay là tụi mày muốn cắm xuống, cứ là đi không. Chứ giờ mình giấu làm gì, mình giấu nó càng thương nữa, mình chơi luôn bạch tuộc luôn mà. Cái hai bó nhang cứ nghe là bên cắm ngược là biết bị chửi nhiều rồi. Mà ngày nào cái mấy ông mà maintenance của núi sau này, trời ơi, sao bên này sao toàn là cắm ngược không vậy, sao bên này còn lại cái chân nhang phải không. Cái đó là vui á, tự nhiên đang ngồi cũng nghĩ anh mấy cái ý kiến vu vơ nữa, đâu biết vu vơ mà sau này lên mạng này thành thiệt làm sao. Đó là ý nguyện của sư phụ mà.